Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tưởng nhớ đến ân đức cao dày của Đức Phật đã mở bày con đường giác ngộ chúng sanh, để tưởng nhớ lịch đài chư vị tổ đức thiền gia từ Thiên Trúc Việt Nam ra hải ngoại tiếp nối trao truyền ngọn đèn thiền sáng rỡ cho nhân, để tưởng nhớ đến chư vị tiền bối hữu công đã hy hiến đời mình cho hạnh phúc của tha nhân, để tưởng nhớ đến pháp giới vạn loài chúng sanh trong mối tương quan của lẽ sống, phúc nhập từ bi quán bắt đầu. Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa liệt quý vị, chúng con xin được trân trọng kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Phó Thư ký của Hội đồng Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tuyên đọc diễn văn khai mạc cho lễ tưởng niệm hôm nay. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý
quý quan khách, quý vị giới chức chính quyền sở tại, quý cụ, quý bác, quý vị các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, quý vị thiện nam tín nữ Phật tử cùng tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, kính thưa liệt quý vị, hôm nay là ngày lễ tưởng niệm một bậc tôn túc kỳ vĩ trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam 2000 năm qua, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Chúng con kiền thành kính đảnh lễ chư đại tăng, trân trọng kính cảm ơn toàn thể liệt quý vị tuyên đọc diễn văn khai mạc lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính lạy Giác Linh Trưởng lão Hòa thượng, Thượng Nguyên Hạ Chính, Hiệu Tuệ Sĩ. Kính bạch chư tôn trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa quý quan khách, quý nhân sĩ trí thức, quý anh chị em gia đình Phật tử, quý cơ quan truyền thông báo chí và chư thiện nam tín nữ Phật tử liệt quý vị, chúng con xin thành tâm tri ân chư tôn đức tăng ni đã từ bi thâm lâm tham dự lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Chúng con cũng xin chân thành cảm tạ sự hiện diện quý báu của chư vị quan khách, quý nhân sĩ trí thức, quý anh chị em gia đình Phật tử Việt Nam các cấp, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí và đồng hương Phật tử trong lễ tưởng niệm hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, trong kinh Niết Bàn Đức Thế Tôn có dạy: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tất cả sự biến dịch đều là vô thường, là pháp sanh diệt. Khi diệt được sự sanh diệt, tức là chứng đắc Niết Bàn, tịch tịnh, thì được an lạc, hạnh phúc. Trên thế gian này, tất cả các pháp hữu vi, các pháp có tạo tác, đều sanh diệt, là con người. Tất cả chúng ta cũng thế, có sinh ra thì ắt có già, có bệnh và có chết. Không ai thoát khỏi định luật tự nhiên này. Có những người ra đi rồi mất hút vào dòng biến dịch không ngừng của vạn ngũ. Nhưng cũng có người ra đi mà dư âm còn vang dội lại cả đến ngàn sau. Những di sản tinh thần vô giá về tư duy, kiến giải, hành trạng, đức độ, thực chứng và những công trình đóng góp to lớn cho văn hóa, giáo dục, học thuật, nghệ thuật, vân vân sẽ còn mãi với nhân loại hay với đất nước và xã hội. Lịch sử hơn 2000 năm của Phật giáo Việt Nam còn đó,
hình ảnh không phai mờ của những vị minh quân Phật tử như Lý Công Uẩn, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông và những vị thiền sư lỗi lạc như Hương Tân Hội, Đỗ Pháp Thuận, Vạn Hạnh, Hương Hải, Thích Quảng Đức, vân vân. Còn nhiều nữa mà ở đây chúng ta không thể kể ra hết. Và hiện nay, tất cả chúng ta đang chứng kiến sự ra đi của một bậc thạch trụ tầm lâm, một tam tạng Pháp sư Việt Nam thời hiện đại, một học giả lỗi lạc, một nhà văn lớn của dân tộc, một nhà văn, một nhà thơ trác tuyệt trong nền văn học nước nhà. Đó chính là sự viên tịch của trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, chánh thư ký xử lý thường vụ Viện Tâm Thống, chủ tịch Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời, cố vấn Hội đồng Hoằng Pháp thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào lúc 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại chùa Phật An Lâm Thành, Đồng Nai, Việt Nam. Sự viên tịch của trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã làm bàng hoàng và thương tiếc vô hạn đối với hàng triệu triệu người Việt Nam trên thế giới, đã để lại dư âm sâu sắc trong tâm thức của muôn vạn người đối với những đóng góp to lớn mà Ngài đã cống hiến cho dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Trong nhiều lĩnh vực, từ văn hóa đến văn học, từ học thuật đến nghệ thuật, từ triết lý tư tưởng đến nhân cách xuất trần của một bậc thượng sĩ. Thật vậy, những ai đã từng đọc các bản dịch kinh luật luận như bốn bộ kinh A Hàm, kinh Thăng Mang, kinh Duy Ma Cập, vân vân, những tác phẩm luận giải có giáo nghĩa thâm sâu của kinh luật luận Phật giáo như Huyền Thoại Duy Ma Cập, Thăng Mang Giảng Luận, vân vân, những tác phẩm nghiên cứu công phu mang phẩm chất hàn lâm như Triết Học Về Tánh Không, Thiền Phật Giáo Tổng Quan Về Nghiệp, vân vân, những thi phẩm như Tô Đông Pha, Những Phương Trời Viễn Mộng, Ngục Trung Ngữ, Giấc Mơ Trường Sơn, những điệp khúc cho Dương Cầm, Thiên Lý Độc Hành, vân vân. Sẽ thấy rằng Ngài không những có trí tuệ uyên thâm đối với tam tạng kinh điển mà còn có kiến thức bác lãm về tư tưởng triết học tôn giáo đông tây, thông thạo nhiều cổ ngữ và sinh ngữ, về văn chương thi phú và âm nhạc. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng một con người vóc dáng ốm o gầy gò như Ngài lại sở hữu một kho tàng kiến thức vô tận và năng khiếu đặc dị như thế. Còn nữa, nơi con người của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, ngoài trí tuệ sung mãn và lòng từ bi khoan hòa ra, còn có đức tính dũng cảm phi thường. Suốt gần 50 năm qua, dù sống trong một đất nước mà quyền tự do ngôn luận của người dân đã bị khóa chặt, chế độ chỉ muốn toàn dân suy nghĩ và nói theo khuôn sáo của đảng cầm quyền, ngược lại thì sẽ bị bịt miệng, bị tru dập và bỏ tù, như Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vẫn đứng thẳng, ngẩng cao đầu và nói lên sự thật. Ngài đã từng viết trong bài Tri Thức Phải Giam Nói, được phổ biến hơn 10 năm trước, rằng: nhưng tôi biết rõ một điều, và điều đó đã được ghi chép trong lịch sử tri thức chân chánh của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược. Đức dũng cảm ấy nơi Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
đi cùng với trí tuệ và lòng từ bi. Với lòng từ bi bát nhã, Ngài liễu triệt bản chất duyên sinh, giả hữu và không tự tánh của tất cả các pháp, nên không bị trói buộc bởi danh tướng thế gian. Với lòng từ bi của hàng Thích Tử noi gương đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Ngài không thù oán và tàn hại ai, nên trải tâm bình đẳng trong mọi hành xử của đời sống. Khi nhìn thẩm thấu bản chất các pháp là không, thì không còn sợ hãi và do đó dũng mãnh nói lên sự thật và không khiếp nhược trước cường quyền. Bồ Đề Tát Đoạ Y Bát Nhã Ba La Mật Ta cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Bồ Tát nương vào trí tuệ rốt ráo nên tâm không chướng ngại. Vì không còn chướng ngại nên không có sự sợ hãi, xa lìa ảo tưởng sai lầm, đạt đến niết bàn cứu cánh. Bồ Tát Quán Tự Tại đã dạy như thế trong kinh Tâm Kinh Bát Nhã. Nhân cách xuất trần thượng sĩ của hàng trưởng tử Như Lai được xây dựng trên nền tảng vững chắc của trí tuệ, từ bi và đức vô úy đó. Chính nhờ trí tuệ và từ bi dũng lực mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã nỗ lực không ngừng thi thiết Bồ Đề Nguyện và thực hành Bồ Tát Hạnh giữa phong ba của cuộc đời để hoàn thành được nhiều Phật sự trọng đại. Trong số các Phật sự cần đây nhất là kể cả các Phật sự thứ nhất, việc Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ tiếp tục công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng của Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập vào tháng 10 năm 1973 để hoàn thành tâm nguyện của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Thứ hai, việc Ngài vận động tái lập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để từng bước tiến tới sự phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nhằm mục đích tiếp tục duy trì mạng mạch Phật Pháp và truyền thống lịch đại tổ sư 2000 năm trên quê hương Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, nhưng tham ơi, cuộc đời quả thật là vô thường và mong manh. Đúng như lời Đức Thế Tôn dạy năm xưa và Thiền Sư Vạn Hạnh thời nhà Lý đã nhắc nhở: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Thân như điện chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu lại khô. Bởi thế mà giờ đây thân tứ đại của trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã trả về cho tứ đại. Ngài đã kết thúc một cuộc hành trình đầy gian lao và trắc trở, nhưng cũng đầy ý nghĩa lợi tha và siêu thoát giữa một thời đại đầy dẫy bất an và khủng hoảng. Nhưng xét cho cùng, chính những nghịch cảnh, nghịch duyên đầy thử thách ấy đã ung đúc nên một nhân tài kiệt xuất và hiếm có trong nhiều thế kỷ của dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Nhân tài kiệt xuất đó chính là trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ của tất cả chúng ta hôm nay.
nhìn lại cuộc đời của Ngài, chúng ta không thể không liên tưởng đến nhiều biểu tượng đặc thù trong nền văn hóa Việt Nam qua bài ca dao. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng, hôi tanh mùi buồn. Đúng thế, hiện thân trong đời ác năm trượt đầy phiền não và ô nhiễm. Nhưng trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã sống một cuộc đời cao đẹp, không bao giờ xa hoa rời khỏi lý tưởng xuất trần với Thượng Sĩ, với hạnh nguyện tự giác và giác tha của Bồ Tát Đạo. Và giờ đây Ngài đang thăm vong trên con đường trở về quê cũ, chốn xưa, nơi đó hoàn toàn tịch diệt, và đó cũng là nơi an lạc vi diệu của kẻ xuất trần vi Thượng Sĩ nơi đời ác năm trượt này. Chúng con đê đầu đảnh lễ cung tiễn giác linh trưởng lão Hòa Thượng Huy Thượng Nguyên Hạ Chứng Hiệu Tuệ Sĩ Tảo Đăng Giác Ngạn Thượng Phẩm Thượng Sanh. Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thành kính tri ân chư tôn đức và trân trọng cảm ơn toàn thể liệt quý vị. Năm 2023, Phó Thư ký Hội đồng Hoằng Pháp, Phó Ban Tổ chức lễ tưởng niệm Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu. Trân trọng kính đảnh lễ chư đại tăng và cảm ơn toàn thể liệt quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được niệm ơn ơn một người mà có lẽ đại chúng ở đây đều đã biết. Ông Nguyên Siêu, ông đã viết ba cuốn sách với tựa đề là Tuệ Sĩ Đạo Sư. Không phải một cuốn để nói về thầy mình, mà tới ba cuốn như thế. Cái ân, cái nghĩa đó quả thật là sâu đậm vô cùng. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng già, kính thưa tất cả đại chúng, bóng thời gian siêu đổ, mờ nhạt của người trời xa, thầy ung dung quay gót nhẹ ngang chúng ta bà, nghe muôn phương còn động lời nguyện cầu thiết tha. Thầy đi ngàn nỗi nhớ phủ đất trời bao la, con cúi đầu đảnh lễ trầm thống một niềm đau. Nhân gian không đủ nổi những công hạnh nhuộm màu, có cây sầu quá đổi sỏi đá lẻ đôi hàng, chuông trống chiều hôm ấy thỉnh thầy về lạc bang. Vẫn còn đấy hạnh nguyện, vẫn còn đấy bao dung, vẫn còn đấy hoài bão, chúng con giờ xoay chung. Cánh hoa đàm rụng xuống, cho hương muôn phương bay, giữa cuộc đời viễn mộng, thiện thể thầy về tay. Hôm nay nhìn thấy thầy trong ảnh, sao nhớ ngày xưa quá đi thôi. Ung dung dáng vẻ từ bi ấy, mãi mãi từ nay đã mất rồi. Giờ đây chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức tăng già và tất cả đại chúng hãy nhìn lên để chúng ta nhìn lại một cuộc đời mà ông đã đi qua nhân gian này. Xin quý vị hoan hỷ tắt đèn.
sĩ, thế danh Đặng Văn Thương, chào đời ngày 5 tháng 4 năm 1945 tại tỉnh Phát Xế, Lào. Năm 2007, thầy được cha mẹ cho phép vào chùa Trang Nghiêm tại làng Tân An, tỉnh Phát Xế làm chức hiệu. Thầy đã được thế xác xuất gia khi lên 9 tuổi. 3 năm sau, nhận thấy cái chất đặc biệt và những khả năng thiên phú với cậu học trò nhỏ tuổi, thầy trụ trì chùa Trang Nghiêm đã khuyên gia đình nên cho thầy trợ sĩ về Việt Nam để rộng đường tu học. Và năm 1960, thầy đã về. Năm 1961, 16 tuổi, thầy thọ giới sa di với Hòa Thượng Thích Hạnh Trụ tại Sài Gòn. Và sau đó, thọ an cư sa di giới đầu tiên tại chùa Phật Ân, tỉnh Tiền Giang. Năm 1964, thầy tốt nghiệp Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn. Đến năm 1970, với những công trình nghiên cứu Phật học đầy giá trị, người tu sĩ trẻ chỉ mới 25 tuổi đời đã được đặt cách bổ nhiệm làm giáo sư thực thụ của Viện Đại học Cần Thạnh. Năm 1973, thầy trợ sĩ thọ giới cụ túc tại Đại giới đàn Phúc Huệ, Phật học viện Trung Phụng, Nha Trang. Không chỉ là một tu sĩ uyên bác với Phật học, thông thạo chữ Hán cùng hai cổ ngữ Pali và Sanskrit, thầy còn tinh thông triết học Tây phương, biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Lào, Thái, Nhật và Tây Tạng. Từ đó, bên cạnh các thảo cứu về Phật học, chỉ trong ít năm ngắn ngủi, thầy đã cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị, gồm tiểu luận triết học, phê bình văn học, truyện ngắn và thơ. Các tác phẩm này được phổ biến rộng rãi trên các tạp chí bấy giờ của miền Nam như Khởi Hành, Thời Tập và tạp chí Tư Tưởng của Viện Đại học Vận Hành, nơi thầy từng giữ vai trò tổng thư ký tòa soạn. Năm 1973, thầy rời Sài Gòn về Nha Trang làm giám học Phật học viện Trung Phụng. Sau ngày 30 tháng 4 1975, Phật học viện Trung Phụng bị buộc đóng cửa, thầy đã lui về ẩn cư tại một miếng rẫy chùa ở bên rừng Đàm Dạ. Đến năm 1977, thầy vào lại Sài Gòn lánh nạn tại chùa Tập Thành, quận Bình Thạnh. Năm 1978, viện dẫn lý do cư trú bất hợp pháp, nhà cầm quyền đã bắt giam Hòa Thượng trợ sĩ suốt 3 năm không xét xử, và đây không phải là lần tù tội duy nhất trong đời. Ngày 1 tháng 4, 1984, nhằm truy bức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhà cầm quyền đã bố rác nhiều tự viện tại Sài Gòn, bắt giam thầy cùng giáo sư, trí sư Lê Mạnh Thác và 17 tăng ni cư sĩ Phật tử. Sau 4 năm giam giữ, nhà cầm quyền đã hành phiên tòa xét xử từ ngày 28 tháng 9 năm 1988. Với tội danh cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, ngày 1 tháng 10 năm 1988, nhà cầm quyền Việt Nam đã tuyên án tử hình Hòa Thượng Tuệ Sĩ và giáo sư Lê Mạnh Thác. Cương quyết không xin ân xá, thầy đã tuyên bố: lập trường của chúng tôi là lập trường của Phật giáo và đại khối dân tộc. Bản án tử hình đã gây nên một sự chấn động lớn ở trong và ngoài nước. Với sự tranh đấu tích cực của các vị nhân sĩ khắp nơi, cùng sự can thiệp của các cơ quan nhân quyền quốc tế, nhà cầm quyền đã phải vội vã giảm án tử hình xuống còn 20 năm tù khổ sai. Tôi vẫn một tâm thân tù bé bàn tay nào gõ xuống chân thuyền rồi khép mắt để hồn về cõi mộng, giọt sương mai như bóng chớp mây chiều. Thank you.
1998, nhà cầm quyền đã ra điều kiện buộc thầy phải ký vào đơn xin khoan hồng thì mới được phóng thích. Thầy đáp: chúng tôi đã không công nhận giá trị của phiên tòa này, tính pháp lý của bản án này. Các ông không có quyền giam giữ chúng tôi, thì sao lại có quyền khoan hồng hay ân xá chúng tôi? Sau đó, thầy đã tuyệt thực kéo dài 14 ngày. Trước tinh thần cương quyết và tình trạng sức khỏe của thầy suy sụp nhanh chóng, nhà cầm quyền đã buộc phải trả tự do cho thầy vào ngày 1 tháng 9 1998. Như vậy, kể từ sau biến cố 1975, vị tu sĩ với thân hình ốm yếu lâu rậy đã phải lãnh mức án tử hình, 17 năm tù đài và 3 lần quản thúc. Nhưng thầy vẫn giữ được lòng thanh thản bao dung, không chút oán hận. Vào tháng 4 năm 1999, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đề cử Hòa Thượng Tuệ Sĩ làm Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và đến năm 2002, thầy giữ chức vụ đệ nhất Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Từ 1 tháng 10 năm 2003, thầy đã cùng nhiều vị đại lão Hòa Thượng Thích Huỳnh Quang và Thích Quảng Độ tổ chức Đại hội Bất Thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định. Kể từ khi rời nhà tù nhỏ vào năm 1998, Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã sát cánh và đóng góp không ngừng nghỉ cùng nhiều vị đại lão Hòa Thượng Thích Huỳnh Quang và Thích Quảng Độ trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam và quyền phục hòa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đối với Hòa Thượng, sức mạnh của Phật giáo không phải là chính trị mà là văn hóa và xã hội. Trong đó, giáo dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong nỗ lực đó, từ năm 2008, Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã dành hết thời gian và sức lực cho công việc trước tác, phân dịch Phật ngôn và đào tạo nhiều lớp tăng ni trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học và phân dịch kinh điển. Tháng 3 2019, đại lão Hòa Thượng Đội Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ đã mời Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đến chùa Từ Hiếu tại Sài Gòn để phương chúc chuyên ngôn, ủy nhiệm Hòa Thượng Tuệ Sĩ lãnh đạo Vụ Tăng Thống sau khi Ngài viên tịch. Về phần cá nhân mình, sức khỏe của Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã suy giảm nhiều. Sau nhiều cố gắng nài nỉ từ các đệ tử, vào tháng 12 2019, thầy đã đồng ý lên đường đến Nhật để trị bệnh. Đến tháng 10 2020, ngay khi các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại sau giai đoạn đầu của đại dịch Covid, thầy là một trong những người đầu tiên về nước. Dù lúc đó các bác sĩ Nhật Bản đã hết lòng khuyên thầy nên ở lại chữa trị, nếu không thì cuộc sống không thể kéo dài quá 6 tháng. Dù bầu bệnh trong người ngày càng trở nặng, ngày 27 tháng 11 2021, Hòa Thượng Tuệ Sĩ chủ trì đại hội lần thứ nhất của Hội đồng Hoằng Pháp. Và một tuần sau, ngày 3 tháng 12, Hội đồng Phân dịch Tam Tạng Lâm Thời chính thức được thành lập. Với nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của thầy cùng nhiều chư tôn đức và các Phật tử trong và ngoài nước, chỉ sau không đầy một năm hoạt động, giữa năm 2022, 29 tập đầu tiên của Thanh Văn Tạng đã được phát hành, đặt nền móng quan trọng cho công trình Đại Tạng Kinh Việt Nam, tiếp nối công trình và nỗ lực từ Hội nghị Toàn thể Hội đồng Kinh Việt Tam Tạng của Giáo hội vào năm 1973. Vào ngày 24 tháng 8, 2022, tại Chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đã xoay cử Hòa Thượng Tuệ Sĩ đảm nhiệm trách vụ chính thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Những ngày cuối đời, giữa những cơn đau quặn thắt tưởng chừng như không dứt, trong giường bệnh, Hòa Thượng Tuệ Sĩ vẫn liên tục làm việc không ngưng nghỉ. Từ những việc phiên dịch, hiệu đính đến soạn thảo văn thư điều hành giáo hội, khi được đệ tử thăm hỏi nếu như hết bệnh
được trụ thế thêm 10, 15 năm nữa, thì thầy sẽ làm gì? Thầy đã không ngần ngại nói. Con trong đầu phải làm hoàn nhất trong ngôn tạng. Nó tiếp theo sẽ làm một bát tạng. Nó cuối cùng sẽ làm đưa một tạng. Tức là sẽ có điều kiện phòng tiện, thì mình chỉ 15 năm. Còn con muốn ước phương tiện, với người đã thì 15 năm. Vì vậy, ý thức trong mình mang bảo mệnh và trong sự minh mẫn của tinh thần, Hòa Thượng đã chuẩn bị chu đáo cho sự ra đi của mình. Từ giường bệnh, Thầy đã để lại di chúc, cẩn thận sắp xếp, dặn dò các đệ tử và các vị trong các hội đồng về những việc cần làm của giáo hội. 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, tại chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Nguyên Hạ Chính, Hồ Tổ Sĩ và Thuần Thế Vô Thường, Thâu Thần Thị Tực, Ngài trụ thế 79 năm và 46 giới lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa tất cả chư vị thiền hữu nam nữ Phật tử gần xa. Đôi hình ảnh, đôi thước phim nhìn lại hành trạng của một bậc đại sĩ, không chỉ có bấy nhiêu mà nói hết được. Xin mời đại chúng vào trong trang web hoằngpháp.org. Sẽ có tất cả văn kiện, tất cả các bài viết của ông, kinh sách của ông, những video full version để chúng ta xem và tham cứu làm tư liệu. Bồ Tát đi vào đời, sang nở khắp muôn nơi, trang nghiêm cho cuộc sống, ôi thật đẹp tuyệt vời. Và giờ phút này chúng tôi xin được trân trọng kính mời đạo hữu Tâm Huy, người học trò thuở trước và bây giờ đây đồng hành cùng với chư tôn thiền đức trong hội đồng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, là người sát cánh bên ông Tổng Thư ký của Hội đồng Điều hành, có đôi lời để tuyên đọc bài xưng tán ân sư một bậc thầy cao cả của chính mình và cũng là một bậc thầy của đại rất nhiều vị ở nơi đây. Xin trân trọng kính mời đạo hữu Tâm Huy. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng nguyện giác linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tòa Sĩ chứng minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa tất cả quý liệt vị, con xin nương nhờ vào uy đức của Đại Tăng hôm nay để cúi đầu dâng lên lời xưng tán đối với bậc ân sư Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Chúng con cúi đầu kính lễ ân sư Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, mang theo kho tàng trí tuệ vô tận, lòng từ bi vô biên và hùng lực vô lý đã hiện thân vào thế giới này. Từ gia tộc phạm thế mà chủng tính Bồ Đề đã ăn sâu trong lòng đất khô cằn nơi miền Trung nước Việt, thầy lớn lên trong chốn già lam tịnh địa. Nhờ thiện căn túc thế nhiều đời, thầy được thế phát xuất gia nhập đạo, từ thể ấu thời theo bước chân siêu tuyệt của Như Lai, đến mà không đến, đi mà không đi.
Ba cõi bất an như nhà lửa, đất nước chìm trong chiến cuộc điêu linh. Thầy không tiêu phí tuổi thanh xuân, chỉ một lòng miệt mài kinh sử. Tri thức thường nghiệm thế gian, không cản nổi chí cầu trí tuệ siêu việt của người tăng sĩ trẻ, cô mang cốt cách xuất trần thượng sĩ. Với diệu lực của trí tuệ và tâm thức bén nhạy đặc thù, thầy quán thông triết lý Đông Tây và văn chương kim cổ, từ Homer tới Heroin, từ Kinh Dịch tới Đường Thi Tống Từ, từ Lão Trang tới Martin Heidegger, Michel Foucault. Nhưng thầy không dừng lại ở đó, mà bước sâu vào lãnh địa thâm diệu của Phật Pháp, từ kinh điển sơ kỳ A Hàm tới giáo thuyết đại thừa liễu nghĩa của Duy Ma Thắng Ma, từ các luận giải vi tế của A Từ Đàm Vô Già Hành Tâm đến giáo nghĩa tánh không rốt ráo của Trung Luận và tuyệt lộ ngôn ngữ của Thiền Cơ. Ở tuổi đôi mươi, thầy đã là giáo sư thực thụ của Đại học Vạn Hạnh và tổng thư ký tạp chí Tư Tưởng, mà một thời là biểu tượng tự hào đối với hàng ngũ tri thức Việt, để ngẩng đầu lên với nền văn hiến hơn 4.000 năm của giống người Lạc Việt và trước tàu trào lưu văn minh tiến bộ của cộng đồng nhân loại. Truyền đăng tục diện, tiếp dẫn hậu lai, là sứ mệnh thiêng liêng của hàng tân sĩ mà thầy đã một đời tận tụy giáo dục tăng ni với vai trò giáo thọ sư cho các viện cao đẳng Phật học từ Hải Đức Nha Trang đến Quảng Hương Già Lam Sài Gòn. Rồi một thuở nọ, trước vận nước đổi thay, lòng dân bi thống vì sống trong cảnh hà chính khổ nhục đau thương, thầy đã noi gương các bậc tiền nhân. Bồ Tát Thế Gian Kim Cang do vậy gạt lệ, xin mình vào nơi chính trị hà khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than. Với nội lực sở tri và sở hành Phật Pháp thâm sâu, dù ở trong lao tù, thầy vẫn ăn như tự tại, tích luân do tự tại, tán bộ nhược nhàn du. Liễu ngộ bản chất các pháp đều vô ngã, như mộng như biển, như quán nắng như sương mây. Nên thầy đã ví việc bị giam trong tù như nhốt một làn khói mỏng, như chỉ khinh yên bán ngục khung. Để dẫn đạo, dân tộc và đạo Pháp bước vào thế kỷ 21, thầy đã thừa lệnh Hòa Thượng Huyền Quang soạn thông điệp hướng về thế kỷ 21, mở ra viễn kiến của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đối ứng với những thực trạng và thách thức mà nhân loại và đạo Phật sẽ đối mặt trong thiên niên kỷ mới. Một lần nữa, Phật giáo Việt Nam ý thức rõ lực lượng và sứ mệnh lịch sử của mình đối với dân tộc và nhân loại trong thiên niên kỷ sắp tới. Lực lượng này không xây dựng trên vũ khí bề đảng nhằm mục tiêu tâm quyền cố vị. Lực lượng này xây dựng trên tinh thần bi trí dũng, nói rõ là tôn trọng sự sống, sáng suốt hành động và dũng cảm tự tồn. Khi mọi ngang ngược chúng đồng hành với phá, gieo tiếng ác tạo thị phi, thầy im lặng sấm sét và cất bước vân du thiên lý độc hành. Trên đỉnh đều cao bát ngát trăm, rừng mây xanh ngắt tạnh vô cùng. Từ ta trải áo đường mưa bụi, tưởng thấy tiền thân trên bến không. Chiêm nghiệm sự thăng trầm của đời người như những điệp khúc của một bản trường ca ẩn hiện các dấu lặng tịch nhiên và siêu thoát. Có lúc thầy đến mượn lời thơ làm cung bậc để rung lên những điệp khúc cho dương cầm. Theo chân kiến luồn qua cụm cỏ, bóng âm u thế giới chập trùng, quảng im lặng nghe mùi đất thở. Khi dân bão với lòng người lắng xuống, cơn sóng cuồng nộ của ma quỷ lặng yên, nhưng lâu đến thay, ngôi nhà giáo hội gần thành bình địa. Trên hoang tàn đổ nát ấy, thầy vì 2.000 năm lịch sử đạo Phật Việt Nam mà nhận lãnh trọng nhiệm xây dựng lại từ đầu. Ôi thiên nan vạn nan, làm sao để vực dậy nội lực của giáo hội giữa thời đại tràn ngập hận thù, nghi kỵ và tà thuyết?
dù thân mang tạm bệnh, nguồn mạch trí tuệ và từ bi vẫn không hề suy giảm. Thầy hiểu chuyện được rằng chỉ cái chánh pháp thực sự mới xô bỏ lòng người để xua tan đêm dày tâm tối tham sân si. Từ bi nguyện ấy, thầy khuyến tấn thành lập hội đồng hoằng pháp để chuyển viên chánh pháp đến mọi người mọi nơi. Cùng lúc thầy phục hồi công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam để bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống của dân tộc và làm chuyên chỉ nam cho việc nguyên tầm Phật Pháp. Nhờ vậy, niềm tin của tăng ni và Phật tử mười phương đối với vọng đồ của Đạo Pháp và dân tộc được tăng trưởng và cơ đồ của giáo hội được dựng lại. Trước khi ra đi, thầy nhắc lại hoàng nguyện hương không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Bậc đại sĩ hiện thân trong thế giới này để tiếp tục chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Bồ Tát bệnh vì chúng sinh còn bệnh, khi chúng sinh hết bệnh thì bệnh của Bồ Tát cũng hết. Năm ấy trên đường ngàn dặm cô thân, thầy gõ thuyền trưởng mà ngâm rằng: ta về một cõi tâm không, ấy là cõi tâm vắng lặng, tịch lặng hay niết bàn. Và thầy đã lên đường về cõi tâm không vào 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại chùa Phật Ân Lâm Thành, Đồng Nai, Việt Nam. Vậy là việc cần làm đã làm xong, thầy quỷ giúp độc hành trên đường thiên lý. Đỉnh lâm già lung linh bóng người, thập thoáng cánh chim ngạn lướt về tây. Ôi, lời thơ năm xưa mới đã hóa thành thiên nhạc, ngân vang tặng những tầng trời cảo vũ, được cung tiễn bước chân trở về của vị hóa thân đại sĩ. Đã đi thì đã đi rồi, thượng phương trùng điệp, thấy gì nữa đâu. Chúng con cúi đầu đảnh lễ giác linh thầy tôn kính và lệ tạ ân đức giáo hóa cao dày của thầy. Trân trọng cảm ơn và kính chào. Nam mô A Di Đà. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng già, kính thưa tất cả đại chúng, ta từ vô tận tái sinh đi trần thế mang tình nhân gian, rồi từ cuộc mộng vừa tan chợt nghe vọng tiếng Như Lai gọi về. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nhật Huệ tuyên đọc di chúc của cố trưởng lão Hòa Thượng. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Hòa Thượng Thích Nhật Huệ cũng đã có một thời gian tại Già Lan, nơi mà cố lão Hòa Thượng cũng đã sống ở nơi đó để hướng dẫn, để chỉ bày. Người đi vết tích chưa nhòa, bác y truyền lại xôn xao lạnh lùng: tam sanh thẹn kiếp tao phùng, môn phong tổ ấm gửi cùng non sông. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng tuyên đọc những điều mà ông căn dặn cho tăng lễ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tăng sai đọc di chúc tang lễ của cố Hòa Thượng Thượng Nguyên Hạ Chính. Di chúc tang lễ: tôi tỳ kheo Thích Tuệ Sĩ với tâm trí minh mẫn, tự biết thân mạng trọng bệnh, để lại di chúc sau đây cho chư pháp lữ và hàng đệ tử thực hiện tổ chức tang lễ theo tâm nguyện của tôi. Thứ nhất, kim quang hoàng tại chùa Phật Ân Lâm Thành, Đồng Nai. Tang lễ do Hòa Thượng Thích Minh Tâm làm trưởng ban tổ chức.
Thứ hai, nếu Hòa Thượng minh tâm tịch sớm thì Kim Quang Hoàng tại chùa Từ Hiếu, quận 8, thành phố Sài Gòn. Tang lễ do Hòa Thượng Thích Lý làm trưởng ban tổ chức. Thứ ba, thỉnh Hòa Thượng Phước Trí chùa Vạn Phước, Sài Gòn làm sám chủ không chấp lệnh. Thứ tư, tang lễ bình thường không đọc điếu văn, tiểu sử không sổ tang, xin miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối tăng ni Phật tử, viếng tang chỉ thắp nhang tưởng niệm, thời gian hoàn tại chùa tùy theo tình hình an ninh thực tế do ban tổ chức quyết định. Thứ năm, nhập thân đưa đi hỏa táng cho bụi nhập thân đem rải Thái Bình Dương để được tan theo biển bốc thành mây trời lang thang khắp cõi hư không. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Các đệ tử của tôi gồm Tỳ kheo trưởng tử Thích Liên Hạnh và bốn Tỳ kheo huynh đệ Thích Hạnh Thật, Thích Hạnh Minh, Thích Hạnh Nguyện, Thích Hạnh Tú, cùng các Tỳ kheo ni Thích Nữ Hạnh Diệp, Viên Đoàn ở Đài Loan, Thích Nữ Hạnh Chi Diệu Trân ở Mỹ, Thích Nữ Hạnh Căn Thông Tánh, Thích Nữ Hạnh Thân Khánh Năng, Thích Nữ Hạnh Khẽ Hạnh Khe Thông Đạo, Thích Nữ Hạnh Thọ Thông Nghĩa, cùng với Hòa Thượng Thích Minh Tâm đồng tâm nhất trí chu toàn tổ chức tang lễ, hoặc Hòa Thượng Thích Minh Lý chùa Từ Hiếu. Thứ bảy, những người liên quan việc tổ chức tang lễ cần nghiêm chỉnh chấp hành thuần túy theo nghi thức truyền thống thiền môn. Bản di chúc này gồm 7 điều tuyệt đối không thêm bớt, không sai trái bất cứ điều khoản nào được ghi trong di chúc. Di chúc này được lập vào ngày 5 tháng 8 năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tại Bệnh viện Quốc tế thành phố Thủ Đức, gồm 4 bản có giá trị như nhau. Giao cho thứ nhất Hòa Thượng Minh Tâm, thứ hai Hòa Thượng Lý, thứ ba Hòa Thượng Như Điển, thứ tư Thích Hạnh Viên. Di chúc Sài Gòn ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính tri ân ơn Nhật Huệ đã tuyên đọc di chúc của cố trưởng lão Hòa Thượng. Và giờ phút này chúng tôi xin trân trọng kính mời đạo hữu Diệu Nguyễn Trần Trung Đạo, là một nhà thơ, sẽ giới thiệu kỹ yếu tri ân của Hòa Thượng Tuệ Sĩ mà bao nhiêu ngày tháng qua, khi mà ông còn sinh tiền, tất cả chư tôn đức và quý đạo hữu Phật tử đã chuẩn bị cho ngày hôm nay là ngày ra cái kỷ yếu tri ân. Xin mời đạo hữu Thiện Nghĩa Trần Trung Đạo, xin đại chúng cho một tràng pháo tay. Người đứng mãi giữa lòng sông nhộn nắng, kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa. Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng, đi về đâu một chiếc lá xa mùa. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng,
người mãi đi như nước chảy xa nguồn, bờ bến lạ chút tự tình với bóng mái lạc loài ôi tóc cũ ngàn năm. Xin mời đạo hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, phó thư ký hội đồng vòng pháp, kim phó trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm của đại lão hòa thượng Thích Tuệ Sĩ hôm nay, con kính thưa kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, con kính thưa tất cả quý vị đạo hữu, các anh chị em huynh trưởng gia đình Phật tử, tất cả đồng bào và đồng hương đại diện các đoàn thể có mặt trong hội trường ngày hôm nay và có mặt không trong hội trường ngày hôm nay và trực tiếp trên các hệ thống internet. Kính thưa tất cả chư tăng đức và quý vị, con nhớ rất rõ là ngày hôm đó là ngày 15 tháng 9 2023, chúng con nhận được một tin không được vui của một trong những cư sĩ đang làm thân cận bên hòa thượng Tế Sĩ. Tin rất buồn bởi vì hôm đó hòa thượng trở bệnh và được đưa vào bệnh viện, và sau khi hội chẩn thì bác sĩ nói rằng thời gian cụ thể của hòa thượng Thích Tuệ Sĩ chỉ còn trong vòng thời gian có thể bất cứ ngày nào và nhiều nhất là 3 tháng. Đó là một tin mà hết sức là vô cùng có lẽ xúc động, mặc dù không phải đó là lần đầu tiên chúng ta biết hòa thượng Thích Tuệ Sĩ bị bệnh. Chúng ta đã biết hòa thượng bị bệnh từ nhiều năm trước, đã trải qua những căn bệnh hết sức là ngặt nghèo, đã được chữa trị. Và khi khỏe và khi bệnh thì buổi tối hôm đó hội đồng vòng pháp có triệu tập một phiên họp, trong đó bản thân chúng con được vinh dự tham dự. Và sau một phút trầm ngâm rất nhiều nghe cái tin buồn, nhưng rồi chúng ta sẽ làm gì đấy? Chúng ta ngồi để chờ hòa thượng Tuệ Sĩ viên tịch, rồi chúng ta thương tiếc, rồi chúng ta khóc than, rồi chúng ta tiễn biệt. Và nếu chúng ta có làm được một cái gì khác hơn để tạo một niềm vui cho Ngài trong những ngày tháng mà cuối cùng, thì ngày hôm đó nhiều vị, trong đó có hòa thượng Thích Nguyên Sư, đã nghĩ đến một việc là chúng ta tại sao không làm một cái cuốn kỷ yếu để tri ân Ngài. Và nếu cái cuốn kỷ yếu đó ra đời trước cái ngày ông ra đi thì chúng ta sẽ đặt tên là kỷ yếu tri ân. Mà nếu mà hòa thượng ra đi trước khi mà chúng ta hoàn thành kỷ yếu thì kỷ yếu sẽ đặt tên là tưởng niệm. Thì cả hai hình thức mà chúng ta chỉ cầu nguyện, và chúng tôi vô cùng cầu nguyện rất nhiều để hy vọng rằng cái cuốn kỷ yếu được ra đời trước khi hòa thượng viên tịch. Và hôm đó có một quyết định là thời gian bao lâu để chúng ta có cái cuốn kỷ yếu, thì anh em có đề nghị là chúng ta có 10 ngày để hoàn thành cuốn kỷ yếu. Lý do rất đơn giản là vì chúng ta không biết ngọn gió vô thường có thể thổi đến bất cứ khi nào, mà nếu chúng ta làm chậm thì ông chúng ta đã đi rồi, thì chúng ta làm ra cũng để chúng ta đập thôi. Và đó thời gian mà còn lại chúng ta chỉ có 10 ngày, mà 10 ngày là một thời gian rất là khó để mà có thể viết một cái gì đó về một người mà có cả một cái hành trình mà trải dài trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Mà khi viết về một người rồi, dù là tác giả nào, chúng ta cũng phải nghiên cứu, cũng phải học hỏi, cũng phải đọc. Thì ngay cái thời gian đọc về ông Tuệ Sĩ cũng đã 10 ngày không nghĩa lý gì, nhưng mà tác phẩm phải ra đời. Và quý vị cũng biết là chúng tôi thành lập ban biên tập tương đối nó tham gia là rất là hùng hậu để có thể hoàn thành cái tác phẩm đó trong vòng 10 ngày. Và chúng tôi đã cố gắng trong vòng thời gian rất ngắn đã chuẩn bị tất cả các bài vở trong vòng vỏn vẹn chỉ có 10 ngày thôi. Và tác phẩm đã ra đời. Tác phẩm ra đời đây là không phải là một tác phẩm biên khảo về ông Tuệ Sĩ, cũng không phải là tác phẩm
nói về cái hành trạng của ông Tụy trải dài suốt 60 năm kể từ Đại học Phận Hạnh cho đến bây giờ. Tác phẩm này là một chiếc cầu duy nhất để chuyên chở cái tình cảm của chúng ta, những người mà đang có mặt ngày hôm nay, chúng ta đọc để cho ôm đọc. Chỉ thế thôi. Chúng ta không kỳ vọng rằng con tác phẩm đó sẽ chuyên chở tất cả những biên khảo lớn về cuộc đời của Hòa Thượng Tụy Sĩ. Nhưng mà chắc chắn khi mà ngày cầm trên tay, chúng ta mãn nguyện đã làm một cái gì đó nhỏ nhoi trước khi ôm ra đi. Và thưa quý vị, là tác phẩm ra đời và được gửi in một hành, tôi nhớ là khoảng 7 cuốn, để có thể để trên bàn của Hòa Thượng Tụy Sĩ. Và bức ảnh rất là xúc động là chúng tôi thấy Hòa Thượng Tụy Sĩ đã lập từng trang. Khi mà ngài khỏe, ngài lập từng trang và bài đọc những nội dung bài đó. Nội dung đó là những lời tri ân của những bậc tu túc gửi cho những đệ của mình. Đó là lời tri ân của bậc học trò gửi cho sư phụ của mình. Lời tri ân của nhà già văn, nhà thơ, những người đã có một cái thời gian gần gũi với ông, gửi tâm sự của mình. Và ngài đọc. Hôm đó tôi đi châu Âu về và tôi hỏi mấy anh em, ông đọc chưa vậy? Thì các anh em chúng tôi nói là ông đọc rồi. Và tôi rất mừng và tôi hết sức là xúc động. Và tôi hỏi là ông nói gì trong sau khi ông đọc? Thì các bạn nói rằng ông không có nói gì cả, ông chỉ mỉm cười. Và đó, nụ cười của ông là tất cả những gì chúng ta mơ ước. Nụ cười của ông trong những ngày tháng cuối cùng là tất cả những gì chúng ta hồi vọng. Và chúng tôi vô cùng xúc động. Tác phẩm đang để ở ngoài và hy vọng quý vị trẻ thấy cái tác phẩm đó, nó chỉ là một cái kỷ niệm lớn của cuộc đời mình đối với một bậc ân sư mà chúng tôi đã được rèn luyện và trưởng thành từ những văn thơ của ngài, từ những lời dạy của ngài, những lời khuyên nhủ của ngài. Chúng ta là những người rất là may mắn, bởi vì bên cạnh những khổ đau, bên cạnh những thương xót mà chúng ta đang có một ngày hôm nay, chúng ta là người may mắn được sinh ra và lớn lên trong cùng một thời đại với ngài. Trong một trọng đường dài hàng ngàn năm, có bao nhiêu tuệ sĩ, chắc chắn đồng tâm nhìn lại, có một tuệ sĩ thôi. Và một người đã có mặt ngày hôm đó, mà ngày chúng ta có mặt ngày hôm nay, được sống với cái thời đại mà Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã sống. Đó là một vinh dự rất lớn mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Khi nhìn lại cái hình trạng của một bậc tôn sư như Hòa Thượng Tuệ Sĩ, chúng ta thương tiếc vì ngày đã ra đi. Thật sự ngày không có đi đâu cả. Ngài vẫn ở với chúng ta. Tất cả những lời dạy của ngài vẫn sẽ bàn bạc trên văn chương Việt Nam, bàn bạc trên văn học Việt Nam, trong đạo lý Việt Nam, trong kinh điển mà chúng ta sẽ học, sẽ còn mãi mãi, không phải chỉ hôm nay mà nhiều thế hệ trong tương lai. Do đó, điều mà chúng ta mong muốn, điều mà chúng ta mong muốn là chúng ta sống trong tinh thần của ngài, để thương yêu nhau, để mừng mọc nhau, dìu dắt nhau, vượt qua những vấn nạn mà chúng ta đang đối mặt ngày hôm nay, để từ Phật giáo Việt Nam hôm nay, Phật giáo Việt Nam của ngày mai và Phật giáo Việt Nam mãi mãi sau sau vẫn là Phật giáo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn đạo hữu Thị Nghĩa, nhà thơ Trần Trung Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, và giờ này xin trân trọng kính mời đạo hữu vinh trưởng Tâm Thường Định, là phó, là thư ký của ban báo chí và xuất bản của Hội đồng Hoằng Pháp. Xin đạo hữu lên đây để tuyên đọc điện tín phong lưu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và điện tín phong lưu của ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con được mạng phép ban tổ chức thay mặt đã đọc này, trước khi đọc chúng con xin được mạng phép là tất cả chúng ta hãy lưng cho thẳng, thở ba hơi giống như một hình thức chúng con lạy Phật, và cũng như là chúng con cũng lạy thầy. Thở vào, tôi biết tôi thở. Và bây giờ quý vị hãy mở mắt ra và nhìn xung quanh chúng ta, nở một nụ cười thì thấy rằng là thầy tuệ sĩ đang ở trong tất cả quý
vị cư sĩ ở đây, và quý vị hãy nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái, Thầy đang ở trong mỗi chúng ta. Con xin mạn phép được đọc ba cái thông điệp ở đây của Ngài Đạt Lai Lạt Ma bằng song ngữ. The Đạt Lai Lạt Ma message: I'm sorry to learn that the most venerable Thích Tuệ Sĩ recently passed away at the age of 81. I pray for him and offer my condolences to his spiritual brothers and sisters, as well as many followers. I understand that the most venerable Thích Tuệ Sĩ devoted himself to the service of others. Although he is no longer with us, we can comfort in the fact that he lived a very meaningful life. The best way his followers can pay tribute to his will be to follow the example he set, dedicating himself to the service of others. With my prayers, the Dalai Lama cited, November 30, 2023. Điện thư phong ưu của Đạt Lai Lạt Ma. Tôi rất đau buồn khi được biết trưởng lão hòa thượng Thích Tuệ Sĩ vừa viên tịch ở tuổi 81. Tôi xin dâng lời cầu nguyện lên cố hòa thượng và gửi lời chia buồn đến chư huynh đệ pháp lữ của cố hòa thượng cũng như đông đảo Phật tử của Ngài. Tôi được biết rằng cố trưởng lão hòa thượng được tận tụy cống hiến hết mình để phụng sự cho tha nhân. Mặc dù Ngài ấy không còn ở cạnh chúng ta nữa, nhưng chúng ta cũng cảm thấy được an ủi rằng trưởng lão hòa thượng đã sống cuộc đời đầy ý nghĩa. Cách tốt nhất mà các môn đệ của cố trưởng lão hòa thượng có thể bày tỏ lòng tôn kính đối với Ngài ấy là nói theo tấm gương của Ngài đã cống hiến hết mình để phụng sự cho tha nhân. Với những lời cầu nguyện chân tình, Đạt Lai Lạt Ma ngày 30 tháng 11 năm 2023. Và kế tiếp, the statement on the passings of the most venerable Thích Nhất Hạnh, the most venerable Thích Tuệ Sĩ, on the behalf of the American peoples, we share our deep condolences with the people of Vietnam and his followers around the world on the passings of the most venerable Thích Tuệ Sĩ, the prominent leaders of the Unified Buddhist Church of Vietnam. For decades, Thích Tuệ Sĩ was tireless champions of the freedom of the religious or the belief and related human rights, which led Vietnamese authorities to imprison him for more than a decade. He was also a learned scholar, a prophet, writer, and a philosopher. Thích Tuệ Sĩ's voice will be sorely missed as we reflected on his advocacy for the people of Vietnam. Our thoughts are with his Unified Buddhist Church of Vietnam communities in Vietnam and around the world. Thư chia buồn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong nhiều thập niên. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là nhà tranh đấu không mệt mỏi vì tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và các quyền liên quan đến con người, khiến nhà cầm quyền Việt Nam đã bỏ tù Ngài trong một thời gian hơn 10 năm. Hòa Thượng đồng thời là một học giả uyên bác, nhà văn và một triết gia với nhiều tác phẩm. Tiếng nói của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ sẽ được nhớ vô cùng mỗi khi chúng ta suy gẫm về những hoạt động tích cực của Ngài vì dân tộc Việt Nam. Chúng tôi cũng hướng lòng đến cộng đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của Ngài tại Việt Nam và trên thế giới, phái đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, viếng tang trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Và cuối cùng là văn bản của Bộ Tổng lãnh sự Pháp tại Việt Nam, chúng con xin đọc tiếng Việt mà thôi. Thưa Hòa Thượng Minh Tâm, chúng tôi đau buồn nhận được
kiêm hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, người mà tôi đã có hân hạnh được gặp gỡ vào tháng 7 vừa qua, nay đã vinh tịch. Tôi biết rằng hòa thượng Thích Tuệ Sĩ vô cùng được tôn kính vì sự cống hiến cộng đồng Phật giáo Việt Nam cũng như vô số những tác phẩm của ngài. Với tư cách cá nhân, tôi đã đánh giá rất cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp của ngài trong cuộc trò chuyện. Xin cho tôi được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của toàn thể thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như các đệ tử của ngài. Tôi xin gửi đến ngài hòa thượng lời chào trân trọng nhất. Bà Emily Traverson Crosser, Tổng lãnh sự Pháp tại Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn an tâm ổn định. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Mắt tôi hút bóng thiên đàng, một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay. Người ngồi giữa cuộc đổi thay, nghe sông núi cạn phút giây vô thường. Giờ phút này là phát biểu cảm tưởng của Phật tử. Xin mời đạo hữu Nguyên Giác Phan Tấn Hải. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay. Duyên đã tận bóng hạt về cố cùng, hạnh đã thầm bật dấu tích đường bay. Dẫu cuộc lữ vốn biết là lý hợp, có duyên phù dấu lệ lên mây. Đôi lời đó là của nhà thơ Hàn Long Ẩn. Kính dân ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, con xin phép thay mặt các cư sĩ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và nhiều cư sĩ khác để nói lên tấm lòng của chúng con. Bản thân chúng con rất cảm động có được cơ duyên nói chuyện trong lễ tưởng niệm trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Chủ đề chúng con nói hôm nay sẽ là Thầy Tuệ Sĩ như voi giữa trận tiền. Hình ảnh trận tiền nơi đây là trận chiến đối nghịch với tham sân si để kết thúc vô lượng chu kỳ sanh và tử mà chúng ta đã trải qua. Hình ảnh voi nơi đây là nói rằng Thầy đã xuất hiện trước mắt chúng ta như một tấm gương khổng lồ, nơi đó vô lượng mũi tên, vô lượng gương giáo của các bất thiện pháp không làm Thầy suy xiển. Giữa rừng già vô minh, Thầy Tuệ Sĩ đã hiện ra trước mắt chúng con như một con voi đầu đàn với trí tuệ và định lực cực kỳ hy hữu, đã làm sáng thêm ngọn đèn chánh pháp cho mọi người cùng nhìn rõ lối đi. Và Thầy đã băng băng bước tới, đã dọn lối vượt qua rừng vô minh cho các thế hệ Phật tử đi sau. Một hình ảnh trong kinh Phật có thể cho một hình dung về Thầy Tuệ Sĩ. Bạch Long Tượng, tức là con voi kiệt xuất nhất trong loài voi. Phẩm Bất Tư Lì trong kinh Duy Ma Quyển Trung nói, ví như bước đi của Long Tượng, con lừa không thể kham được. Kinh Hoa Nghiêm Nguyễn Bảy nói rằng, Long Tượng là dụ cho uy nghi của vị Bồ Tát mạnh mẽ, tốt đẹp, không gì sánh bằng. Chúng con không có đủ chữ để nói về công hạnh của Thầy Tuệ Sĩ, bởi vì ngôn ngữ vốn là bất toàn, vì không thể dùng lời nói về một thiện pháp vốn đã hoàn hảo từ chặng đầu tới chặng cuối. Trong khi dân tộc mình và đa số trong tứ chúng đang ngập chìm trong hoang mang và lo sợ, Thầy Tuệ Sĩ đã hiện ra như con voi Chúa để chúng con học theo tâm vô ý và để bước đi kiên định trong chánh pháp. Tất cả những chữ của thế gian đều vô nghĩa, không nói lên được một kiếp sống tượng vương của Thầy mà chúng con có cơ duyên chứng kiến nhiều thập niên qua. Thầy không bận tâm với những chữ
được chúng con đã dùng để ca ngợi Thầy như thiên tài hy hữu, Tam Tạng Pháp Sư, Bậc Đại Thiền Sư, nhà thơ vĩ đại và tất cả những chữ khác mà chúng con có thể tìm được. Thầy tuệ sĩ đã từng nhiều lần như vào ẩn dật, sống lặng lẽ như voi trở về hang, ngồi dịch những ngàn trang lời Phật dạy, nhưng rồi lại bước ra trước mắt chúng con để làm sáng tỏ chánh pháp, để lấy hành hoạt thông giáo hiển lộ cho chúng con học và sống theo chánh pháp. Lời dạy xưa nói rằng hãy y pháp bất y nhân, và trước mắt chúng con chính Thầy đã trở thành pháp. Thầy tuệ sĩ đã trở thành một tượng hình chánh pháp sinh động. Khi đã nhìn thấy hình ảnh Thầy ngồi thiền trên giường bệnh nửa đêm, làm sao chúng con có thể làm biến được nữa. Khi đã nhìn thấy Thầy nằm trên giường bệnh và đưa tay ra gõ lên chiếc iPad để chú giải bản văn về thành duy thức luận của một môn đệ gửi tới, làm sao chúng con có thể tiếp tục nằm ngủ sớm và thức dậy trễ. Hãy nhìn chung như thế này, sau khi Đức Phật tuyên thuyết chánh pháp, khắp các cõi đều chấn động, và rồi hơn 2.000 năm sau, âm vang lời Đức Phật đã hội tụ về lại nơi mảnh đất Việt Nam đầy đau khổ, để trở thành một nhà sư có tên là tuệ sĩ, một nhà sư đúng nghĩa trong kinh Phật, một tỳ kheo sống với giới định huệ, và đó là hình ảnh đẹp nhất trong các cõi trời người. Tất cả những chữ của thế gian không nói được phần nào của cái đẹp này. Một nhà sư sống như một con voi chúa để dìu dắt đàn voi lội qua dòng sông sinh tử. Những gì Thầy tuệ sĩ đã viết, đã làm đều đã trở thành một phần di sản văn hóa dân tộc. Thầy dịch các bộ A Hàm, Thầy là một học giả và là một luận sư thông cả nhiều truyền thống Phật học, từ Phật giáo sơ kỳ cho tới Phật giáo bộ phái và rồi Phật giáo thời hiện đại. Có những câu thơ của Thầy khi viết xuống đã trở thành một phần của văn học sử, như bốn câu thơ ngủ ngon: phụng từ ngục tù phạm, cúng dường tối thắng đông, thế gian trường huyết hận, bỉnh bác lệ vô ngôn. Bản dịch của Tâm Huy Huỳnh Kiên Quang kèm lời chú giải như sau: hai tay bông dân bác cơn tù, cúng dường tối thắng đại từ thế tôn, cõi trần máu hậm trào tôn, tay bưng bình bát lặng thầm lễ rơi. Tâm đại từ đại bi của Thầy như vậy, nên khi thấy chúng sinh đau khổ, Thầy chịu nhận sự khổ đau thay cho chúng sinh mà không một lời oán hận. Có một điểm nổi bật nơi Thầy tuệ sĩ, Thầy là người đánh thức chúng con ra khỏi tháp nhà. Bởi vì nhiều người trong chúng con nghĩ rằng mỗi ngày có hai thời công phu là đủ, Thầy cho thấy là chưa đủ. Vì từng khoảnh khắc trên giường bệnh, Thầy vẫn giữ tâm trong thiền định, vẫn gõ chữ chú giải kinh luận cho hậu học không nhầm lẫn. Bởi vì nhiều người trong chúng con nghĩ rằng phải xây chùa, bắt tượng dân hương hoa cúng Phật là đủ cho phước đức cư sĩ nhiều đời. Thầy tuệ sĩ đánh thức chúng con bằng cách viết về cư sĩ Úc Già. Như trong chương 1, sách Du Già Bồ Tát Giới, Thầy tuệ sĩ viết bản kinh Úc Già, trưởng giả của Đại Thừa, để xác nhận chí nguyện của ông trưởng giả, đã gắn cho những lời thỉnh vấn Phật, những thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì ích lợi của hết thảy chúng sinh, muốn đưa tất cả vào niết bàn an lạc cứu cánh, muốn duy trì tam bảo tồn tại thế gian không gián đoạn, những vị ấy cần phải làm gì, giới đức hành xử của Bồ Tát tại gia là thế nào, làm thế nào mà tuy vẫn sống đời tại gia nhưng vẫn tùy thuận tu hành những điều Như Lai giáo huấn mà không tổn hại các bồ đề phần. Thầy không muốn chúng con ngồi yên nơi tháp nhà. Thầy tuệ sĩ là một con voi dữ. Trong sách Trước Học và Tán Không, Thầy tuệ sĩ đã viết về Ngài Long Thọ, và có vẻ như đây là vận mệnh của chính Thầy. Nagarjuna xuất hiện như một con voi dữ trong truyền thống Phật học và tư tưởng triết học Ấn Độ. Đương thời, đối với các nhà hiền triết Ấn Độ, Nagarjuna được xếp vào hàm những tư tưởng gia Phật học lỗi lạc bậc nhất. Nhưng ngay trong hàng ngũ này,
Nagarjuna lại được kính trọng như một tên phá hoại đáng sợ. Điều khó cho tất cả những người đi sau thầy tệ sĩ là làm sao có thể đi cho vừa bước chân voi của thầy. Không chỉ là vết chân voi quá lớn vì những hình hành họa của thầy, mà những dịch phẩm và tác phẩm thầy để lại đã làm cho chúng ta đỡ mất thì giờ. Thầy tệ sĩ đã đi đôi giày ngàn dặm, đã rút ngắn thì giờ cho công trình đại tạng kinh và nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác. Rất nhiều trăm năm về sau, Phật giáo Việt Nam sẽ vẫn còn mang đến thầy tệ sĩ. Những người học Phật khi mở sách ra đọc sẽ vẫn còn thấy hình bóng thầy tệ sĩ trên những dòng chữ. Có thể hình dung rằng những người học Phật vẫn đang thọ dụng các công trình của thầy khi mở ra các kinh A Hàm, khi đọc bản dịch thiền luận, khi đọc chú giải kinh Majjhima Kạch Sở Thuyết và nhiều kinh luận khác. Và tương tự sẽ có rất nhiều người sáng tác văn học. Thí dụ, chính chúng con vẫn còn chịu ảnh hưởng của thầy tệ sĩ khi làm thơ thiền hay câu đối thiền. Thầy tệ sĩ đã bao phủ cả một bầu trời Phật học lớn như thế. Chúng con sẽ thấy những gì đời sau học cũng sẽ có một phần xương tủy, máu thịt, tim óc của thầy. Trong truyện bản sanh Jataka số 30 kể về một con voi chúa, một tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca vì lòng từ bi. Voi chúa đã tự nguyên sinh để lấy thân xác làm thức ăn cứu đói cho 700 người đi lạc trong rừng sắp chết đói. Thầy tệ sĩ đã là một con voi chúa như thế. Từ thập niên 1980 tới giờ đã nhiều lần khi đọc tin hay dịch tin về thầy tệ sĩ, tự nhiên nước mắt của chúng con rơi xuống không cầm được. Nói ra thì có vẻ con nít, nhưng sự thật là như thế. Chúng con đã từng khóc như thế. Và bây giờ khi viết những dòng chữ này, nước mắt cũng rưng rưng, mất mát quá lớn. Nơi đây để kết luận, chúng con xin đọc hai câu đối kính trên thầy tệ sĩ. Hiện trăng bay nước, ngồi giữa sắc không dịch tam tạp. Mưa pháp lưng trời, bước qua thực hiện luận nhất thừa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại hữu Nguyên Giác Phan Tấn Hải. Và giờ phút này xin trân trọng kính mời hai vị. Thứ nhất là vị dân biểu tiểu bang Tạ Đức Trí và ông Michael Võ, cựu thị trưởng của thành phố Fountain Valley. Xin mời nhị vị hoan hỷ lên đây để có đề tài đối với chư tôn đức và tất cả đại chúng trước di ảnh của ông để chúng ta nói đôi lời tưởng niệm. Bậc trí như vách núi, gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương phỉ báng không sao gợn đôi mày. Bây giờ đây có lẽ ông cười, ông nói cho em rồi một tháng tất tàu cõi mộng như mây, như ánh chớp mây chiều mà chúng ta đã nói về ông hơn một tiếng rưỡi rồi. Kính mời hai vị. Con xin kính bạch chư tôn đức, tất cả quý Phật tử và đồng hương, con cùng có tâm trạng và cảm xúc với lại tất cả quý vị cộng đồng giáo trong và ngoài nước đã mất đi một tư tưởng. Tất cả với tâm trạng thương tiếc và ngưỡng mộ một nhà thơ, một tư tưởng lớn Phật giáo, và đã thể hiện tư tưởng của mình trong chánh pháp qua những bài thơ rất lãng mạn, giản dị nhưng đầy nội lực tư tưởng. Con vô cùng ngưỡng mộ những vần thơ, những
tác phẩm của trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Ngài đã đạt được sự giác ngộ, đã thể hiện chánh pháp và là tấm gương cho đời này và đời sau. Chắc chắn trưởng lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Ngài đã đạt được và rất có thể Ngài đã vượt ra khỏi sanh tử luân hồi. Những tác phẩm và tư tưởng của Ngài để lại quá lớn. Và những lời giảng của Ngài là những điều nhắc nhở cho chúng sinh, cho tất cả chúng ta hiểu được sự vô thường của cuộc sống, những tham sân si của đời thường, bát chánh đạo, ngũ uẩn, tất cả những điều đó cấu tạo nên con người, và con người sẽ phải đối diện và vượt qua. Tập thể người Việt tị nạn của chúng ta, cũng như đồng bào trong nước, tất cả chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta đã mất đi một vị hòa thượng với tư tưởng Phật giáo là kim chỉ nam cho chúng ta hiểu thêm về chánh pháp, học về chánh pháp và thực hiện chánh pháp. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa Chư Bạch Hòa Thượng, Chư Đức Tăng Ni, cùng với tất cả quý Phật tử hiện diện và tất cả mọi người đang theo dõi trên các kênh mạng xã hội. Khi chúng tôi được tin Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ viên tịch, tôi đã thật sự xúc động. Ngài là một ngôi sao bất đổ, Ngài là một ngọn hải đăng, Ngài là một đại thụ của nền Phật giáo Việt Nam. Cuộc đời của Ngài đã dính liền với sự thăng trầm của Phật giáo Việt Nam. Năm 1988, Ngài đã bị chính quyền Việt Nam kết án tử hình và 10 năm sau thì được phóng thích vì sự tranh đấu cho Phật giáo Việt Nam. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu cùng với tất cả các diễn giả đã nói lên cuộc đời, nói lên đạo hạnh của Ngài trong buổi lễ tưởng niệm Ngài ngày hôm nay. Một thi sĩ, một văn sĩ, một nhà tư tưởng học. Xin cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện đến Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Cầu mong Ngài được về nơi cõi nước bạn. Cầu mong Ngài phò độ cho quý Phật tử. Cầu mong Ngài phò độ cho đất nước Việt Nam, con dân nước Việt sớm được sống trong cảnh tự do, dân chủ và nhân quyền. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn quý vị dân biểu tại Đức Trí và cựu thị trưởng thành phố Fountainville, ông Michael Võ. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, và giờ phút này là nghi lễ tưởng niệm. Chúng con xin được nhất tâm bầu thành đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng hoan hỷ quý Ngài quan lâm ở phía trước này để niên hương bạch Phật. Xin thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Duy Na Thường Tòa Thích Tâm Lương. Xin được thành tâm kính cung Duyệt Thích Thiện Long cùng Chư Tôn Đức Thường Tòa Nguyên Thông hoan hỷ thủ cho tan linh vân vân. Chúng con xin được thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tâm Già và trân trọng mời toàn thể chư vị. Namo Buddhaya.
khắp hội đồng cổ văn huế thường chứng thường nguyên hạ chứng hiểu tuệ sĩ phạm công trường lão
Chúng con xin được thành tâm đảnh lễ chư tôn đức và cung thỉnh quý ngài trở về lại chỗ ngồi. Xin trân trọng kính mời ni sư dâng bài tác bạch để dâng lên. Và chúng con kiện thỉnh chư tôn thiền đức tăng già hoan hỷ cầm trên tay ngọn nến của mình. Xin mời tất cả quý vị quan khách, quý đạo hương, đồng bào Phật tử hãy ở yên tại chỗ, dâng ngọn nến lên ngang ngực để rồi bắt đầu cho chương trình này. Nam mô Thiên Bất Ước Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngược bạch dạ lên ô thì từ chỉnh giảm giây phút này đây nhìn những ngọn đèn nhớ về câu thơ của ô thắp đèn khuya ngồi kệ chiều trăng tạc. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam truyền giáo truyền giới lịch đài tổ sư thì từ chỉnh giảm. Hôm nay chúng con quy tụ nơi đạo tràng này tịnh tâm quy hướng về nơi tịch diệt niết bàn, về nơi mà chư Phật chư tổ từng đến từng đi, từng không đến không đi, quy hướng về nơi tuyệt nhiên vắng lặng của bản tâm trước sự biến hiện của ba cõi, quy hướng về nhờ cung trời diệu lạc hay nơi ngoài đời khổng khổ mà thầy chúng con làm khắp vạn lai thông dong qua lại đi về. Thế nhưng trên thực tế của thế giới tương đối này, thầy đã ra đi, thật sự ra đi, để lại một di sản kỳ tuyệt cho từ bi, trí tuệ và dụng lực. Di sản của thầy vun bồi nền tảng Bồ Đề Nguyện và Bồ Đề Hành cho chúng con để dọc mãn dưỡng thân hoàn truyền chẳng đạo lợi ích chúng sanh. Giờ này trong giây phút lãng lòng thanh tịnh, chúng con quán niệm di nguyện của thầy rải cho trên biển lớn, để cho bụi nhục thân tan theo nước, bóc thần mây trời lang thang khắp cõi hư không. Chúng con đã hiểu thật sâu, đã thâm nhập sợ hành vô trụ xứ và thề nguyện vô tình của thầy đối với chánh pháp và đối với con đường hóa độ chúng sanh. Nguyện từng hạt bụi nhục thân của thầy thành hóa thành ngọn hoa đăng bi trí dũng, một ngọn hoa đăng lan tỏa để nhiều ngọn hoa đăng khác, nhiều ngọn hoa đăng là truyền tiếp cho vô số hoa đăng khắp vô tận thời gian, khắp vô tận hư không giới. Không nơi nào mà không ẩn hiện truyền đăng truyền tâm, tâm ẩn tâm, đèn tuệ tương tục biển mãn thập phương giới hư không, dù có giới hạn hay tận diệt. Thề nguyện của thầy chúng con sẽ không bao giờ cùng từng. Nam mô vô tận đăng Bồ Tát, Nam mô vô tận đăng Bồ Tát, Nam mô vô tận đăng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ
Chúng con kính truyền thỉnh chư tôn đức và để nến lên, các anh chị em có thể thu gom nến lại để cúng dường ôn ở trên điện Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng già, kính thưa tất cả đại chúng, và giờ phút này chúng con xin được thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh lời cảm tạ của ban tổ chức là Hòa Thượng Thích Minh Dung. Chúng con xin được truyền thành đảnh lễ kính cung thỉnh ơn thay mặt cho ban tổ chức có đôi lời để cảm tạ chư tôn thiền đức tăng ni và tất cả chư vị quan khách, quý đồng hương, đồng bào Phật tử.
Kính thưa liệt quý vị, trưởng lão hòa thượng tuệ sĩ nằm xuống là một mất mát lớn lao cho tăng ni Phật tử Nam Châu. Ngài là ánh sáng, Ngài là biểu tượng, Ngài là một biểu hồ lai láng cho dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Mỗi người chúng ta đến đây còn mang những tâm trạng cảm nhận về Ngài khác nhau. Tuy nhiên, trên hết, Ngài sẽ rất hoan hỷ về một sự tưởng niệm Ngài đi theo dấu chân của Ngài. Dấu chân đó là gì? Dùng trí tuệ làm sự sống, dùng đại lực không sợ hãi làm bước đi, sống nhẫn nại, chịu đựng và đơn giản làm niềm vui trong đời sống hàng ngày. Và sau cùng, chúng con nguyện theo bước chân của Ngài rằng hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Xin kính chào tất cả liệt quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được thân tạ hòa thượng Thích Minh Dung cùng chư tôn thiền Đức Tăng Già đã trang nghiêm cử hành chương trình của lễ tưởng niệm ngày hôm nay thật sự ấm cúng và tràn đầy tình thương ba la thầy trò và chư vị thân hào nhân sĩ, quý quan khách, quý đồng hương Phật tử, các anh chị em, đoàn sinh viên trưởng gia đình Phật tử, quý vị của các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo giới, vân vân, không sao nói hết tất cả những tấm lòng thành thiết của đại chúng. Xin điềm ơn tất cả chư vị thật nhiều và kính bạch chư tôn thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa đại chúng, giờ phút này đây chúng con kính truyền thỉnh chư tôn đức chụp một tấm hình lưu niệm, nhưng lưu trực như thế nào cho hết.